Vâng, xin chào mừng cô chú, anh chị, các bạn trở lại với cảnh quay quen thuộc mình thực hiện tại Nhật Bản. Và trước mắt cô chú, anh chị, các bạn là những sản phẩm loa âm ly hàng đã qua sử dụng đang được bày bán la liệt tại Nhật Bản. Tuy nhiên, ở cái tiệm này hôm nay mình vào mình quan sát thì không có cặp loa và chiếc âm ly nào đáng chú ý. Tuy nhiên, mình vừa săn tìm được hai chiếc radio thì ngay bây giờ quay cận cảnh chi tiết cho cô chú, anh chị, các bạn. Đồng thời báo giá về tận tay một hai chiếc radio vô cùng đẹp và chất lượng để cô chú như bạn có thể sưu tầm. Thì trước mắt cô chú như bạn đây là một chiếc radio kèm theo cassette. Thế này thì mình vừa thanh toán tiền xong nhé. Nhân đây thì quay luôn cho cô chú như các bạn. Cảm giác là mới lên đến 99%, anh chị em có thể quan sát. Thương hiệu là Sansui. Sansui thì đã vô cùng nổi tiếng. Chạy thì anh chị em quan sát là FM, AM, sóng radio FM là lên 108MHz, AM là 1600, tích hợp một cửa băng cassette. Cái này thì là dòng mới nhé, dòng tái bản. Bây giờ mới thì nó thêm một cái cổng USB này, thẻ nhớ này. Đấy. Nhỏ nhỏ xinh xinh, vừa đồ dùng, cô chú chị các bạn có thể trưng bày hoặc là thể nghe radio sóng thì vô cùng sắc nét. Tiện con này thì nó thích hợp một ổ cắm pin và một ổ điện. Điện thì là 100V chị em nhé. Điện 100V. Những cái đồ mà nội địa Nhật Bản thì nó là 100V. Con này thì được sản xuất tại Trung Quốc chị em nhé. Sản xuất tại China. Và cái này là nhà máy nó đặt tại China chị em nhé. Chứ thực sự là cái này không phải là hàng của Trung Quốc nên anh chị em yên tâm sử dụng. Giống như chiếc điện thoại iPhone ấy, nhà máy của Apple nó đặt tại Trung Quốc. Chiều cao, ở một chiều dài của nó thì khoảng hơn 30cm một chút ấy. Sansui, vỏ đó, giá về tay là 3 triệu nhé. Bạn nào quan tâm thì nhanh chóng chụp lại và gửi qua số Zalo. Kế tiếp và liên tục chương trình thì đây cũng là một cái mẫu đời mới, tái bản của ngày xưa. Đời mới nhưng tái bản của ngày xưa nhé. Cũng chạy một cửa băng. Cũng thương hiệu là Sansui. Cái này thì có một cái đèn vô nữa nhé, đèn VO và AM FM. FM thì cũng 108MHz, nghe tương thích với hệ sóng tại Việt Nam rất là tốt. AM thì 1600. Một chiều của nó thì khoảng hơn 30, chiều cao thì khoảng 20cm ạ. Cái này thì anh chị em mua thì mình đều tặng kèm thêm một chiếc băng cassette nhé. Về để cô chú chị các bạn thể chơi. Con này thì cũng có một ổ pin, điện thì hay, điện 100V. Anh chị em lưu ý là cắm điện 100V nhé. Đấy, cũng được sản xuất tại Trung Quốc, tái bản của ngày xưa. Giá về tay cũng 3 triệu, bao ship trên toàn quốc. Các bác quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. 3 triệu là giá về tay, hàng mới lên đến 99%. Nghe radio thì vô cùng sắc nét. Giá về tay là 3 triệu nhé. Bác quan tâm thì nhanh chóng chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Kế tiếp và liên tục chương trình thì xin kính mời cô chú và các bạn cùng di chuyển sang một cái hành lang chuyên bán đồng hồ túi hiệu. Vâng, khi mà sang đến cái hành lang bên đây thì trước mắt cô chú và các bạn, anh chị em có thể thấy là rất nhiều những đồ độc lạ và những cái món này mình vừa đã thanh toán tiền xong. Trước mắt cô chú chị các bạn là một siêu phẩm bình gốm. Cái này thì hoa văn họa tiết của nó thì rất chi tiết, sắc nét và đẹp. Kiểu dáng của nó thì vô cùng độc lạ. Tích của nó là chim công, công thành danh toại, một cặp chim công phu thê viên mãn. Và những cái hoa văn họa tiết của nó thì vô cùng sắc nét. Trên một cái nền men dạn. Và cái màu của nó thì hơi màu cốm một chút đấy chị em nhé. Hơi màu xanh cốm một chút ạ. Rất độc lạ và chi tiết. Chiếc bình này về tay thì 3 triệu, bác nào quan tâm thì chụp lại nhé. 3 triệu là giá bao ship trên toàn quốc. Trên một cái nền men dạn. Hàng của ngày xưa chị em nhé, nhưng còn giữ được trong tình trạng rất đẹp. Bóng loáng sáng và những cái hoa văn họa tiết của nó thì vô cùng sắc nét. Kiểu dáng cũng độc lạ. Nó cao khoảng 28cm, khoảng 27cm, cao khoảng 27cm. Tinh xảo và chi tiết, giá về tay là 3 triệu, bao ship trên toàn quốc và bao vỡ cho cô chú anh chị luôn nhé.
bao vỡ trên toàn cầu, các bác quan tâm thì chụp lại ở vị trí này để dễ bề tìm kiếm. Kế tiếp và liên tục chương trình, quay tiếp cho cô chú anh chị các bạn một chiếc quạt. Đây là chiếc quạt của ngày xưa nhé chị em nhé, quạt của ngày xưa. Ngày xưa nó sản xuất thì bao giờ nó cũng mát hơn vì cái cổ của nó rất là lớn. Đồng nó dày nên là chạy nó rất là mát, êm. Hiệu là Toshiba. Trong tình trạng còn tương đối đẹp anh chị em nhé. Những cái con hàng ngày xưa mà còn nguyên bản, chưa đụng chạm đến nó như thế này thì còn tương đối đẹp tại Nhật Bản. Các bác có thể quan sát kỹ để sưu tầm một trong những con quạt còn tương đối chất lượng. Đây là cái học để dây của nó này. Học để dây của tất cả còn nguyên zin hết nhé. Những con quạt như thế này còn đẹp như thế này tại Nhật Bản cũng kiếm trong tình trạng vô cùng hiếm có. Đây là cái đáy của nó này. Thông số kỹ thuật là điện 100V nhé. Điện 100V. Toshiba. Sải cánh là 30m điện 100V. 30cm điện 100V. Giá về tay là 3.900.000 đồng, bao ship trên toàn quốc. 3.900.000 là hàng đi máy bay nhé. Khoảng hơn chục ngày các bác sẽ nhận được hàng. Ngay bây giờ thì xin kính mời cô chú chị bạn cùng di chuyển về cái căn phòng. Mình tiếp tục quay và báo giá những sản phẩm mới cập nhật về trong ngày hôm nay. Vâng, sau khi về đến cái căn phòng này thì mình tiếp tục quay và báo giá cho cô chú chị bạn là một chiếc đồng hồ Citizen. Đồng hồ tượng nữ thần tình yêu, anh chị em có thể quan sát. Trong tình trạng đẹp xuất sắc anh chị em nhé. Cái này thì cảm giác thiếu hộp xốp thôi. Cái này thì nó chạy pin, anh chị em có thể quan sát là một bức tượng nữ thần tình yêu bán khỏa thân. Trong tình trạng rất đẹp, anh chị em có thể nghiên cứu chỗ trưng bày như phòng khách, phòng làm việc, hoặc những căn góc, những cái chỗ góc cầu thang hoặc là góc phòng làm việc. Anh chị em trưng bày thì đây là một cái sản phẩm đồng hồ Citizen, mặt số La Mã. Gương mặt của nữ thần thì vô cùng thanh tú. Này thì nó chế tác bằng đá anh chị em nhé. Chế tác bằng đá, sau đó thì mạ chrome đồng. Thoáng nhìn thì như một pho tượng đồng, nhưng thực chất thì nó là chế tác bằng đá. Rất là nặng luôn anh chị em, rất là nặng. Chạy pin anh chị em nhé. Tổng cao của nó thì anh chị em có thể quan sát. Mình kéo thước thì nó là lên đến 62cm từ chân lên đỉnh đồng hồ. 62cm lên đỉnh đồng hồ. Đó là toàn cảnh chiều cao. Chiếc đồng hồ này về tay là 6 triệu tiền Việt Nam nhé. 6 triệu là bao ship trên toàn quốc. Các bác quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Cái này thì mình vừa lấy tại tiệm đồ cũ xong, nhưng mà cơ bản nó cồng kềnh quá nên mang về nhà để quay. Cái này thì nguyên giấy tờ này, chỉ thiếu mỗi thùng xốp thôi nhé. Cảm giác như mới. Mới 95-97%. Cái này thì nó chạy pin đi chị em nhé. Đằng sau của nó thì vô cùng tinh xảo, chi tiết. Anh chị em có thể quan sát là váy tung bay, lộng gió. Đẹp từ trước về sau, đẹp từ trong ra ngoài. Giá về tay là 6 triệu tiền Việt Nam, bao ship trên toàn quốc. Các bác quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Vậy cái clip hôm nay thì mình xin tạm dừng tại đây nhé. Kính chúc cô chú, anh chị, các bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Anh chị em nào lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy nhớ bấm đăng ký để mỗi lần mình phát video thì YouTube họ sẽ báo vào điện thoại các bác xem được đầu tiên. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.